Ở đây thì sản nghiệp tôi cũng chia sẻ với quý vị nha. Số điện thoại tôi chỉ có một kênh YouTube, và trên kênh YouTube thôi là liên lạc trực tiếp số điện thoại đó, không liên lạc qua TikTok và mạng xã hội khác và số điện thoại khác, để tránh tình trạng lừa đảo. Bây giờ là họ gạt nhiều lắm, cho nên đó quý vị điện ngay số điện thoại kênh YouTube và không liên lạc qua bên TikTok, tránh tình trạng lừa đảo rồi mất công ở đây mang tiếng. Chứ thật sự ở đây chỉ nhận qua kênh YouTube thôi, và số điện thoại 0788898539 chỉ có một số duy nhất thôi, chứ không có số Lê Hậu. Trên quý vị cẩn thận là tránh tình trạng nó gạt, nó lừa. Không có số Lê Hậu, Lê Hậu chỉ xài sẽ giữ máy và nghe cái số của kênh YouTube thôi, chứ không có số Lê Hậu đâu hết á. Nên quý vị cẩn thận. Rút chưa? Rút đi. Đầu hàng chưa? Đi tu nghe không? Đi tu nghe chưa? Không quậy phá nữa nghe không? Nghe không? Nghe. Bình tướng cút hết đi nghe không? Nghe không? Đi đi. Có là phong ngay tình trạng chú sâu. Dạ, tình trạng là cái này nó là chưa bao giờ, là nói chung là trong người nó nghe bên ta, nghe bên ta đó là cán con mắt ta này nuốt đây có một cái dí quạng này, không có thì có búa trà bể nuốt vào thành người ta là đây như ta. Kêu nói trong tay chú nghe chúng ta cái mình đưa đêm để thì nó em lấy nhau nên nó bút áo phật cán giật cắn luôn à? Cắn nuốt luôn rồi không cho đi bệnh viện, ngay bệnh viện là sợ. Ngay bệnh viện không đi bệnh viện luôn, không đi ba ngày ông anh đi xuống mới đau điện nổ, nhưng mới khơ lại khơ rồi có hồ sơ bên mạng cái đây rồi nó cũng có lưu thần kinh như vậy thân. Còn đó là một cái thời đó năm 89, còn nó có vợ rồi là 2013. Ngày 25 tháng 3 năm 13 đó, người ta là Đông Lan Hải đi tập lúa cho nên nó gã rồi, Đông Lan Hải mà không hai tháng đó là một cái điều đi là nè. Rồi cũng ngày 25 buổi sớm tháng 4 2017 là bị cái trong đây cũng gắn in như vậy, không hai tháng luôn. Bị gì? Thì gã chân. Gãy chân tan óc vít mà cũng như là tranh khúc gã không hai tháng người luôn. Đông Lan Hải cái bực ý quyết là gì thầy ra nhưng phải thằng đó. Rồi nó khiến đi đối thối mà con không đi đâu,
Có đi nhiều thầy không? Không có thầy. Có một cái đợt bị cái này rồi có thầy tới mình nằm ở nhà này. Rồi cho ông Phước, ông Bồ có một thầy nữa là cho con vịt. Lấy cái ăn ngay cái giày một xí con. Nuốt vào đây, trào bia thầy. Rồi ăn gì đó, nuốt cái là bồ vào. Mình giái lá bồ vô ra trong ruột mình. Rồi bị người ta đây là không thể cho thuốc. 30 triệu đi. Sợ rưỡng mình nước bước không thôi. Rồi còn cái chân của con này nó là cái ngà thì đó, đúng ngà, khóc ngà. Mình gọi y rồi. Không ai thấy, người ta đông đang. Nó biết quá nghe. Nó có cái gì kỳ nhớ như vậy. Còn trong đồ khác, nó ăn vô cái hồng nhiều lắm. Nó bóng chán. Nó hấp thụ không được. Y cậu là ăn. Ăn vô bông chén hấp thụ không được. Bốn cái ăn được á. Mà được cái nổi cọc cọc được cả bữa thầy tắm cũng đã. Là bây giờ cùng chân. Dạ ha. Cái chân nó thì giặt bãi. Quơ nó bãi gì mà con chịu không nổi luôn. Tức là gặp chú này cũng là lần hai, như lần trước không quay chú. Nhưng mà khi mà giúp chú đó, chú thấy cơ thể chú khỏe không, nhẹ không? Khỏe nhẹ thôi đó. Nhẹ nhiều ha. Rồi cơ thể chú lúc trước sau bệnh tật sao chú kể hết chia sẻ. Chị hãy thì trước cái này đi rồi mấy cái ruộng đó thì nó vắng mày, nó bị ăn do thì hồi nó bấy hư. Ừ. Bây giờ dư lắm. Chú bị bao lâu rồi chú? Chú hồi nãy nó bị cái năm là bị cái ta năm 89 năm rồi. Năm 89 hả? 89 là cát ăn rồi. Nó bắt đầu uống nó vô là để cậu lãng. Là mấy chục năm? Rất là mấy nè. Tới bây giờ chú chịu đựng. Nó nói bên tay chú sao chú chia sẻ coi. Nó mình tớ là cán cái đầu ngón tay này với nuốt một cái vần nữa, không có là nuốt cái cục bút tài bế bôi trong ruột thành nơ ra hồ sơ với bệnh viện coi. Rồi trong cơ thể chú có chạy tới chạy lui hay như thế nào, đau nhất gì không? Dạ trong đây rồi không có mà ngủ thấy dinh bôn mà nhiều quá thấy không ghê. Chứ bao sọt kể nha. Thì thấy mình đi nó cây cầu nữa, đi bất ngờ thấy đi mình cứ thụp như này nữa, trời quá, thấy nó ra nữa. Quên theo cái dòng theo cái 59 làm nhà cái là tu. Còn ở trong nhà là hầu kia cái nhà ba giờ đó, để kể là hầu ai giờ về là cần ai cần kiếm cái dân này hình ông vợ nó làm ở trên này hơi giờ sớm 2011 thân hơi cái gương nó ba hình rách qua cái bằng gương phía này nó bể xung quanh mà cái gương không bể. Qua năm 10 nữa, y như vậy nữa. Một mình con nhà vợ đây cái con nó ngồi mẹ ăn con khác. Thế là tình hình thấy. Thầy nghĩ sao mà cái hình con vợ nó nằm nó có một cái lìa ra đây nè. Đó, không để ngay. Mà sao lại ba phiệt xuống đây đập nó như tốt, đập răm. Nhưng mà cái bẹt cương không ế. Cái không xung quanh là bể. Hai lần. Năm 12, năm 11. Rồi qua năm 12, đúng một tháng 2. Hơi giờ sống. Chú chịu đựng mấy chục năm mà chú không đi, chú đi bao nhiêu thầy hay là chú không đi? Không có đi thầy. Tại sao chú không đi? Thôi mình nghĩ quá giờ mà đi bệnh viện nó khó không có thấy. Ra ngoài kia đo điện nổ này kia tim mạch cũng không có, nó múa này, nó đang thất đặt cái niệm thật không biết thôi. Rồi, ghê lắm. Nhập sang đây nè. Con dạy con nhẹ, nó ngủ với chút nhẹ con kia. Bữa mà trong đo thì chữ vậy nó ngủ thấy một ủng dạ đó nhiều quá ngủ nhẹ thở mé thật vậy cố gắng thật. Để chú đi để khám chú lại ha, coi chú cơ thể chú sao ha, để giúp chú còn cái gì giúp cho nó sạch luôn ha. Dạ, con đi khám nhà đi khám mình nó lắm không chú coi ở đây sẽ giúp chú khám lại lần hai. Bây giờ mà vô lấy chút kiếu tốt rồi để dùng đi thẻ trong có một cái gì. Ở đây thì sản nghiệp tôi cũng chia sẻ với quý vị nha. Số điện thoại thì chỉ có một kênh YouTube và trên kênh YouTube thôi là liên lạc trực tiếp số điện thoại đó, không liên lạc qua TikTok hoặc và mạng xã hội khác và số điện thoại khác để tránh tình trạng lừa đảo. Bây giờ là họ gạt nhiều lắm, cho nên đó quý vị điện ngay số điện thoại kênh YouTube và không liên lạc qua bên TikTok tránh tình trạng lừa đảo. Rồi mất công ở đây mang tiếng chứ thật sự ở đây chỉ nhận qua kênh YouTube thôi. Và số điện thoại 07888 98 59, chỉ có một số duy nhất thôi chứ không có số Lê Hậu. Cho nên quý vị cẩn thận là tránh
tránh tình trạng nó gạt, nó lừa. Không có số lệ hậu chỉ xài sẽ giữ máy và nghe cái số của kênh YouTube thôi, chứ không có số lệ hậu nào hết á. Nên quý vị cẩn thận. Nó đổi, nó gạt nhiều lắm, nó gạt biết bao nhiêu tiền người ta rồi. Rồi ốc sắt còn ha. Ở trên. Ổn rồi. Ổng ơi. Hút tình thí gom nhôm. Gặp chú cũng 10 ngày chưa? 10 ngày phải không? Không, 20 mấy ngày? 44. Rồi. Được rồi, sống rồi. Đứng gì chú? Ngồi vậy. Chút xíu. Hít sâu thở ra. Nó lối đó là lối hông sườn chú. Tại lúc trước á, thứ nhất á là con tiếp không được nhiều người, cho nên chỉ làm cho chú khỏe tạm thời thôi. Tại vì một ngày chỉ tiếp 1-2 người thôi, cho nên không tiếp nhiều người được. Có một số người thì người ta bệnh, người ta trông chờ mình, cho nên thật sự đó, cái sức khỏe đó nó không cho phép. Tại vì tâm linh thì làm rất là mệt. Nhiều người thấy họ thấy mình chọt, họ nghĩ là nó không ấy, như không có vấn đề gì ở sức khỏe, nhưng mà thật sự đó rất là tổn sức khỏe của gì. Cho nên đó tôi chỉ tiếp 1-2 người thôi trong một ngày thôi, chứ không nhiều được đâu. Cho nên chú này bữa hổm cũng là làm tạm thời cho chú khỏe. Nhưng mà chú khỏe phải không? Khỏe nhiều ha. Thoải mái ha. Thì hôm nay đó thì sẽ trong 2 mấy ngày gặp lại chú. 22 ngày gặp lại chú để khám kỹ cho chú. Tại chú xa tận Quảng Ngãi. Rồi chú hít sâu thở ra. Dễ chịu chưa? Dễ chịu ha. Rồi chú nằm xuống đi.
Rồi ổn thôi. Giờ ngày sau nó sẽ ổn thôi. Ăn mà ăn 4-5 chén mà nó không vô trong cơ thể hả? Đúng rồi. Rồi được rồi chú, ổn rồi đó. Ngồi dậy đi. Úp lại. Thấy gối vô ngực kìa. Thẳng hai tay kìa. Được rồi chú, đứng dậy đi chú. Cứ đứng dậy, lắc đi tới lui, lắc mình đi. Chú thấy dễ chịu thoải mái chưa? Nhẹ ha, cứ đi tới lui đi. Dễ chịu đi chú, dễ chịu ha. Rồi chú vô chú lau mình thì chú mở ra giúp tiếp. Rồi. Chú tắm. Sợ chưa? Vô bao lâu rồi? Không biết. Vô đây làm gì? Vô đây làm gì? Đi tu nghe chưa? Nghe không? Sợ chưa? Sợ ha? Đi tu nghe không? Đi tu nghe chưa? Không quậy phá nữa nghe không? Nghe không? Dạ, nghe. Chấp ta lên. Nam mô Quy Phật. Nam mô Quy Phật. Nam mô Quy Pháp. Nam mô Quy Pháp. Nam mô Quy Tăng. Nam mô Quy Tăng. Nam mô Quy Tam Bảo Cộng Đồng. Nam mô Quy Tam Bảo Cộng Đồng. Nam mô Quy Quang Tham Bồ Tát. Nam mô Quy Quang Tham Bồ Tát. Con nguyện. Con nguyện. Đi tu. Đi tu. Không về thầy tổ nữa. Không về thầy tổ nữa. Không quậy phá nữa. Không quậy phá nữa. Nam mô Quy Phật. Nếu sai lời. Cho thiên lôi đảng mạng con. Sai vô đây mấy chục năm mà phải không? Dạ, phải không? Dạ. Đi tu đi nghe chưa? Dạ. Thử số kiếp của mình. Dạ. Không quậy phá nữa nghe không? Dạ. Nghe chưa? Dạ. Bình tướng cút hết đi nghe không? Dạ. Nghe không? Dạ. Đi đi. Dạ.
tên gì? Dạ, Sanh. Mở mắt ra. Bình tĩnh là cô. Hít sâu thở ra. Hít sâu thở ra. Nè uống đi cô. Ngồi vậy. Đột lắm chị. Nè bình tĩnh, từ từ uống. Quá nhiều. Chú lấy cái khăn à, chú đẩy nước đá vô chỗ thau chế nước vô. Cho cổ. Bình tĩnh lại. Quá trời nhiều rồi. Cô nằm xuống. Quá nhiều. Nhiều lắm. Hít sâu thở ra, bình tĩnh. Bình tĩnh cô, hít sâu thở ra cô. Sắp xong rồi. Mở mắt ra. Ừ, bình tĩnh, mở mắt ra. Mở mắt ra. Hít sâu thở ra. Đầu hàng chưa? Sợ chưa? Sợ quá rồi phải không? Rút hết đi chưa? Ngồi về. Cấp ta lên. Nam mô quy Phật. Nam mô quy Pháp. Nam mô quy Tăng. Nam mô quy Tam Bảo Cộng Đồng. Nam mô quy Quan Tham Bồ Tát. Con nguyện đi tu, không về thầy tổ nữa, không quậy phái nữa, chứ sai lời, chứ thiệt lôi đảng mạng con, không quậy phái nữa nghe chưa, đi về núi về non tu, hưởng số kiếp của mình, nghe chưa, để thành ngạ quỷ đó, người ta sai khiến, biết chưa, người ta sai khiến người ta hại rồi, tổn phước, không có thể thể về làm loài người nữa. Gán đi tu hành đi. Lên thằng thánh tiên Phật cho người ta. Nghe không? Sức cả. Kêu cô. Xanh. Mở bức ra. Bình tĩnh. Lấy nước của ông. Nước. Lấy đá lau mặt đi cô. Mở mắt ra cô. Ngồi vậy. Uống nước đi. Nè uống nước đi. Bình tĩnh. Quá nhiều. Nhiều lắm. Bình tĩnh lại, hít sâu thở ra.
Được rồi, nạp số đi, nghỉ xíu đi cô. Nạp số đi. Lau mặt cho cổ đi cô. Chút xíu. Biết rồi, nhưng mà phải. Cô mở mắt ra. Bình tĩnh. Cô bình tĩnh đi. Nó đừng vậy. Hít sâu thở ra, cô bình tĩnh. Ổn rồi. Rồi để ấy giờ để giúp cho cô. Không, không có đau dữ đâu. Cô này ở dưới nhiều. Bình tĩnh. Nó mới phát. Cô nghe không? Nghe ha. Nghe thì án chịu. Bình tĩnh. Má mét ra. Nhìn phát. Má mét ra. Nghe ha. Rồi hít sâu thở ra. Bình tĩnh. Nhìn mét đầu. Mét hơn mét nữa. Bên nào cũng kém thấy nữa. Ổn rồi. Chút xíu ổn cô. Xíu. Xíu chút xíu, bù bù bù. Thấy anh mở này, thấy mở cho bù bà, một loài giấy nó. Nè, cô ngồi gì rồi? Cô nhìn vào mắt cô sáng chưa? Bình tĩnh lên coi. Nè, mở mắt ra, nhìn được sáng không? Sáng chưa? Sáng hả? Thoải mái trong người chưa? Khỏe rồi ha, dễ chịu chưa? Dễ chịu ha, rồi nằm nghỉ đi, được rồi. Vợ chồng cô chú rất cảm ơn, rất cảm ơn thầy Trung và đại tử từ ông Giang mà ra đây con có một công lê Lê Hậu, Lê Hậu cũng nhờ ân trang Phật trời mới cho thầy Trung trời xế nữa ra đây là giúp đỡ gia đình bệnh tật có cái duyên mới gặp được thầy Trung. Mà vợ chồng cô chú là chúc cho thầy Trung với bà Lê Hậu sức khỏe, thầy xế có nhiều sức khỏe để mà cứu độ chúng sanh. Thế nên là vợ chồng cô chú á cũng là tu chân thành có may tu để mà sao lấy cái công đức hầu hướng cho trong với địa thủy sống lâu thành cái công đức đó để ở để sống lâu để cứu độ chúng sanh, còn có cô chú để và Phật lo rồi cứ mới là có may thành chung với cháu à. Như vậy nhiều rồi quyết tâm mới điện với gặp thầy cho con điện mà không gặp đâu. Rồi, đúng rồi. Bà con quyết tâm mà thì liên hệ cái số điện thoại của thầy đó 3920 đó. Thì mới gặp được thầy chứ còn ngoài đó không có số. Đừng lấy cái số nào nhiều khó. Lừa đảo nhiều. Mắc uy tín của thầy. Nhiều thầy chưa?